các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Món ăn quê chồng. Có món phải tự tay làm, nhưng có món phải hiểu được ý nghĩa mới cảm nhận được hương vị. Duyên số thế nào mà cô em chồng tôi vừa lấy chồng xa, vừa làm dâu trong vùng đồng bào thiểu số. Ngày em dẫn bạn trai về ra mắt, bà mẹ chồng tôi đã răn đe rằng con có ăn được món ngoé ôm măng không mà đi lấy nó. Thực tình, tôi cũng từng được ăn món canh măng khủng khiếp đó. Sau cơn mưa, người ta sẽ ra đồng, dùng đèn ló để soi và bắt những con ngoé đem về. Đợi qua vài ngày, không cho chúng ăn gì, để cơ thể đào thải hết chất cặn bã, mới đem rửa sạch và nấu theo kiểu rất độc lạ. Ngoé được thả vào nồi cùng măng. Khi nước nóng dần, chúng hoảng sợ và chỉ còn cách ôm chặt lấy những khúc măng như phao cứu sinh, rồi trở thành món ăn trong tư thế đó. Cô em quyết tâm lấy chồng, nhưng đến khi về làm dâu mới nhận ra những điều bất cập, nhất là chuyện ăn uống. Lần nào về phía chồng, em cũng lấy cớ đau bụng để ăn cơm với nước mắm hay trứng luộc. Ngày thường thì chẳng sao, nhưng đến lúc dỗ chạp phải trực tiếp vào bếp cùng chị em dâu. Nhiều lần, bà mẹ chồng mừng hụt khi thấy con dâu nôn ói, cứ ngỡ em đã mang bầu. Dần dà, chồng em nhận ra điều đó nên khó chịu, nghĩ vợ chê nhà mình, dân tộc mình. Từ việc nhỏ hóa ra chuyện lớn. Lời qua tiếng lại, em xách vali bỏ về nhà. Chỉ vì chuyện món quê mà gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tối ấy, tôi đi trực về, thấy em đang ngồi khóc ngoài hiên. Em hỏi tôi, sao đời em khổ vậy? Sao lại có những món ăn kỳ lạ mà người ta ăn được, còn em thì chỉ cần nghĩ đến là đã sợ. Tôi xoa đầu cô em. Ủa, em quên, chị cũng đang làm dâu nhà em à? Nhà chị cũng xa tít tắp đó thôi. Nghe xong, em có vẻ bình tĩnh hơn, lấy tay gạt nước mắt và hỏi, thế có món gì ở đây mà chị không ưng không? Tôi khuyên chân thành, mỗi vùng đất có địa hình, khí hậu khác nhau, nên có những loài cây, con vật riêng, cách ăn ở cũng có nét khác biệt. Chỉ cần chế biến vệ sinh, sạch sẽ, ăn chín, uống sôi, sử dụng thực phẩm không độc hại là được mà em. Tôi cũng khuyên em, nếu không ăn được nhiều thì cũng hãy có thành ý, nếm thử để chồng thấy vui. Bữa nọ lên Facebook, thấy em chồng tôi khoe ảnh từ quê lên, tay xách nách mang các món quà quê. Trong bữa ăn nhà em, dần dần thấy có măng chua, hạt dổi, thịt muối chua, rau đắng tập tàn. Hóa ra, cô em tôi đã có tính toán, bữa cơm gia đình trở thành phòng thí nghiệm để cô tiếp cận với các món. Có món phải tự tay làm, có món phải hiểu được ý nghĩa mới cảm nhận được hương vị. Hôm rồi, mẹ chồng tôi bảo, bà thông gia bên đó kể rằng con dâu làm món măng tuy cho ớt hơi nhiều nhưng đã có vị chua thơm đúng độ. Món lòng cá chấm rau đắng tập tàn thì cũng không còn tanh. Thịt trâu nấu lá lồn, đãng như. Chuyện ăn uống suôn sẻ khiến tình cảm vợ chồng cũng ấm áp trở lại. Mỗi người đều sinh ra ở một vùng miền, một dân tộc, mỗi gia đình với thói quen sinh hoạt, ăn ở khác nhau. Không thể gò ép người vợ, người chồng của mình theo một công thức, luật lệ. Nhưng rõ ràng, nếu có thể tiếp cận, hòa hợp, thì nửa kia của mình sẽ cảm thấy được trân trọng và yêu thương.